Em đi audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay làm cái video để giải thích cái thắc mắc cho anh em, vì rất nhiều anh em nhắn tin cũng như là gọi điện cho tôi hỏi về một cái vấn đề mà đã được tranh cãi rất là nhiều lâu nay mà gần như là không có hồi kết hay không có lời giải. Đó là quý vị và các bạn sử dụng dây ba lăng hay là dây AV, tín hiệu AV hay là gọi là dây RCA đấy thì nó hay hơn. Thì ngày hôm nay làm cái video này để theo cái tầm hiểu biết của tôi anh em nhé, cũng như là cái tầm hiểu biết của tôi chứ tôi nói chung đấy, để mà nói cho anh em, để cho anh em nhận biết được thế nào là ba lăng hay thế nào là AV, còn nếu mà có sai hay là cái ý của tôi nó có như thế nào thì anh em comment góp ý phía bên dưới nhé. Để đầu tiên định nghĩa cho anh em biết thế nào là AV thì ở đây đầu tiên đây là cái giác AV anh em nhé, chuẩn AV hay còn gọi là chuẩn bung sen hay là RCA đấy thì đã quá là quen thuộc với anh em rồi. Thì cái chuẩn AV này thì nó là có một lõi dẫn anh em nhé. Đây anh em thấy, đây nó có một lõi dẫn duy nhất ở đây, phần này là để ra cái phần tiếp xúc này, còn phần vỏ bên ngoài này sẽ được là tiếp mát anh em nhé, gọi là phần âm đấy, tiếp mát đấy. Thì đó là cái kết cấu của dây AV, nó đơn giản như vậy thôi. Chuẩn RCA là anh em chỉ cần nhớ đấy, chuẩn RCA, chuẩn AV là nó có một lõi dẫn duy nhất anh em nhé. Đó, gọi là kiểu kết nối không cân bằng. Đấy, AV là một lõi dẫn. Còn chuẩn của ba lăng đây, ba chấu, Canon hay ba lăng đều là một anh em nhé. Thì cái chuẩn này nó có ba chân, sẽ được đánh số ở đây, sẽ đánh số 1, 2, 3 ở đây. Có thể là anh em nhìn không rõ, không nghĩa là ba chân 1, 2, 3 được đánh dấu rõ ràng. Thì phần số 1 là phần gọi là tiếp mát anh em nhé. Số 2 sẽ là lõi dương và số 3 sẽ là lõi âm. Thì nghĩa là cái dây ba lăng là nó sử dụng hai lõi dẫn anh em nhé, hai lõi dẫn và một phần tiếp mát. Một phần tiếp mát đấy, nó là gọi là chuẩn kết nối cân bằng ba lăng. Nghĩa là hai, nó sử dụng hai lõi dẫn là chuẩn kết nối cân bằng, hay là gọi là dây ba lăng lại là vì như thế. Thì hai cái dây này nó, anh em hỏi là cái kiểu RCA kiểu không cân bằng hay kiểu ba lăng kiểu cân bằng, cái nào kết nối hay hơn? Thì thực tế anh em sử dụng lâu rồi thì cái chuẩn ba lăng này này, chuẩn ba chấu này thì thường là những trên cái thiết bị gần như là cao cấp một chút thì nó hay có sử dụng cái chuẩn này anh em nhé. Có chuẩn RCA, chuẩn AV, chuẩn thông dụng nhất này thì gần như là trên bất cứ thiết bị nào cũng có, đều có cái này hết, đều có chuẩn AV hết. Cho nên là anh em sẽ, có những anh em thì sẽ ít tiếp xúc với cái chuẩn ba lăng này hơn. Thì nhiều anh em bảo là tôi cắm cùng một cái dây AV và cùng một cái dây ba lăng vào thì tôi lại nghe thấy cái dây ba lăng cảm giác tiếng nó hay hơn, tiếng nó hay hơn. Nhưng mà trên thực tế thì cái chuẩn AV hay chuẩn ba lăng nghe nó không khác gì nhau, nếu mà ở trong một khoảng cách gọi là ngắn anh em nhé, trong một khoảng cách ngắn ấy thì nó không khác gì nhau cả. Nhưng do cái ngôn ngữ thiết kế của cái đầu ba chấu này là nó sử dụng hai lõi dẫn, cho nên là cái điện áp cũng, cái đầu ra nó sẽ lớn hơn, cho nên là đôi khi anh em nghe thì cái âm thanh nó phát ra nó lớn hơn thì nó đánh lừa tai chúng ta, thì anh em cảm giác cái dây ba lăng nó hay hơn. Đấy là vì như thế. Nhưng có một điểm nổi bật nữa của cái dây ba lăng mà anh em, tôi nói để cho anh em dễ hình dung và sử dụng, ví dụ như là đây nhá, cái dây ba lăng nó sử dụng, đây anh em biết rồi, đây nó sử dụng hai lõi dẫn. Đây tôi sẽ tháo một cái đầu, tháo một cái kết nối hai đầu ba lăng để cho anh em có thể xem nó rõ hơn. Đây ví dụ như đây, dây ba lăng đây, một đầu, đây là một đầu được anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy này, nó sẽ được hàn là ba chấu ở đây, nó sẽ được hàn vào ba cái chấu đó. Cái dây này là có, không quan tâm đến lõi nhá, đây dây là bốn lõi này với một cái tiếp mát, thì nghĩa là hai phần này nó sẽ truyền hai đường tín hiệu khác nhau sang bên này. Đây cho anh em xem, đấy nghĩa là nó cũng sẽ truyền ngược lại hai đường tín hiệu này, hai đường tín hiệu vào này, bên đầu bên bên đực này nó sẽ truyền trực tiếp hai đầu tín hiệu nữa sang bên cái này, có nghĩa là nó truyền hai nguồn tín hiệu ngược pha, nó sẽ truyền hai đường tín hiệu ngược pha nhau. Cho nên là khi mà truyền hai đường tín hiệu ngược pha
thì trong cái tín hiệu ngược pha đấy nó tự đảo chiều, nó triệt tiêu đi cái nhiễu động ở trong cái dây ba lăng. Cho nên là về cái phần chống nhiễu thì chắc chắn là dây ba lăng sẽ tốt hơn, nhưng ở khoảng cách xa anh em nhé. Đấy là tôi nói nhưng ở khoảng cách xa, nghĩa là một cái khoảng cách từ 5 7 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m trên 10 m, anh em dùng sân khấu hội trường thì đa phần tất cả đều sử dụng dây ba lăng hết, vì quan trọng nhất là cái dây ba lăng này này nó truyền hai cái nguồn là tín hiệu ngược pha, cho nên là cái tín hiệu của nó sẽ tốt hơn, nghĩa là nó sẽ chống nhiễu tốt hơn. Đấy, cho nên là cái dây ba lăng này sẽ được thiết kế để cho những cái gọi là anh em nào sử dụng những cái bộ dàn nó ở sân khấu hội trường hay là muốn kê nó xa, khoảng cách nó xa thì sử dụng dây ba lăng thì chắc chắn chống nhiễu sẽ tốt ra về. Còn dây AV này thì nếu mà sử dụng khoảng cách dài thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảm kháng từ ở những cái môi trường xung quanh, và ví dụ 5 mét thì mà sử dụng dây AV là rất dễ là bị nhiễu anh em nhé, rất dễ là bị nhiễu, vì nó sử dụng cái nguyên lý là một lõi dẫn, nó không có cái, nó chỉ có một là cái phần lưới chống nhiễu để chống nhiễu thôi, nhưng mà nếu mà dài quá thì nó sẽ bị suy hao và sẽ bị nhiễm nhiễm từ những cái từ môi trường xung quanh, cho nên là sẽ bị nhiễu anh em nhé. Đấy, JAV đây, để sáng một cái rác cho anh em xem JAV nguyên lý của nó đi. Đấy, cái này thì đã được hàn rồi này, đã được. Đây, còn một cái nữa là anh em hỏi rất là nhiều nữa là, đây ví dụ đây, JAV đây, kết nối nó rất đơn giản đây rồi. Đấy, một lõi dẫn duy nhất là lõi dương hàn vào cái chính cái đầu rác này, còn là phần còn lại thì cho xuống phần tiếp mát ở bên dưới. Đấy, đó, cho nên sử dụng dây AV. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng ở dưới 3 mét đến 5 mét thì anh em dùng dây AV, dây ba lăng đều đều như vậy anh em nhé, như nhau thôi. Còn dài hơn, hội sân khấu hội trường trên chục mét, 5 7 mét, chục mét thì anh em sử dụng dây ba lăng cho tôi, chắc chắn nó sẽ chống nhiễu tốt hơn và ổn định hơn dây AV anh em nhé. Và một lưu ý nữa cho anh em sử dụng là đây, với những cái cặp như thế này, cái cặp mà ví dụ như đây, một cặp mà đây là cặp cái da V nhá, thì dây ba lăng cái da V thì đương nhiên rồi, một cái đầu ba chân như thế này mà hàn ở một cái đầu AV thì đương nhiên chúng ta phải bỏ, phải chập bớt lõi lại, đúng không? Vì đường AV nó chỉ có một đường dẫn vào thôi, nó không có hai đường kết nối như kiểu là hai đường truyền, hai đường tín hiệu như là ba lăng. Cho nên là anh em nào chơi Canon thì Canon hai đầu được cái hẳn, đấy thì hãng chơi. Còn chơi ba lăng ra AV như thế này thì nó chẳng khác gì AV cả anh em nhé. Đấy là một cái lưu ý cho anh em. Còn tùy cái này là tùy phụ thuộc vào cái thiết bị của anh em có như thế nào thôi, chứ tôi không bảo là anh em không được chơi hay là chơi như thế này nó không hay, mà là thực ra chơi Canon ra AV như thế này thì nó không khác gì anh em chơi một cái dây AV bình thường như thế này. Đấy, vì là đơn giản thôi, vì Canon mà ra Canon thì nó mới đủ hai đường tín hiệu ngược pha với nhau được thì nó mới là tốt anh em nhé, nó mới là chuẩn chuẩn Canon. Còn Canon ra AV thì nó chỉ có vẫn có chỉ có một đường tín hiệu duy nhất vào cái dây AV thôi. Đấy, cho nên là cái này là một cái lưu ý cho anh em đó ngày hôm nay, để giúp anh em cũng như là đây nói qua đâu là để cho anh em biết rõ hơn về đây, để anh em phân biệt những cái đầu Canon nhé. Đây có hai loại chuẩn, một loại chuẩn là ba lỗ như thế này gọi là chuẩn Canon cái hay là ba lăng cái đấy, còn cái chuẩn có ba cái chân thó này là chuẩn Canon đực, để cho anh em dễ phân biệt được. Hay tại vì hiện nay là những bộ dàn anh em có những cái chuẩn đầu vào là Canon đực ra V hay Canon cái ra V thì để mình biết, để mình lựa chọn để phù hợp cho cái dàn âm thanh của mình đó. Rồi ngày nay như vậy thôi, chỉ một chút chia sẻ nho nhỏ về hiểu biết của bản thân về những cái sợi DAV và Canon, để cho anh em có thêm những cái sự lựa chọn cho cái dàn âm thanh của mình sao cho nó phù tùy với mục đích phù hợp anh em nhé. Chứ còn tôi không, cái câu hỏi là cái dây nào hay hơn thì thực sự là vẫn chưa có lời giải đấy. Anh còn anh em nào tùy với mục đích sử dụng của anh em thôi, anh em nào thấy cái nào phù hợp tốt với cái dàn âm thanh nhà mình thì mình lựa chọn đó. Với khoảng cách ngắn thì không nên quá cầu kỳ anh em nhé, với khoảng cách ngắn thì AV hay là Canon đều được đấy, còn khoảng cách dài thì anh em sử dụng Canon, một lời khuyên cho anh em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Mọi ý kiến đóng góp thì comment phía bên dưới hoặc nhắn tin gọi điện cho tôi qua số điện thoại 0931655426 anh em nhé. Rất nhiều những sản phẩm dây AV và dây Canon. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.